cùng anh chị em xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: thật thầy bảo thật các con, tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì thầy biết những kẻ thầy đã chọn. Nhưng lời thánh kinh sau đây phải được ứng nghiệm: chính kẻ ăn bánh của ta sẽ giơ gót lên đạp ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến các con tin rằng thầy là ai. Thật thầy bảo thật các con, ai đón nhận kẻ thầy sai là đón nhận thầy, và ai đón nhận thầy là đón nhận đấng đã sai thầy. Đó là lời anh chị em thân mến. Ngày 1 tháng 5 vừa qua, sau buổi sáng là thánh lễ mừng quan thể giáo xứ, thì buổi tối chúng tôi qua bên Nam Sư, ở bên đó cha cố Giuse Nguyễn Văn Hầu kỷ niệm 50 năm linh mục tại giáo xứ Nam Sư, và tôi cũng qua đó để chân đời tạ ơn cùng với cha cố Giuse. Điều đáng nói đó là khi dân Nam Sơn xin cha cố cho một vài lời huấn từ, thì ngài nói: tôi đã viết trong chúc thư, tôi cũng đã hỏi xin đức cha, là chỉ mong một điều, xin đức cha cho phép là được, khi mà Chúa gọi về tôi sẽ được an táng ở giáo xứ Lam Sơn. Trước đây thì các cha khi mà qua đời thường thì chôn lại ngay ở bên cạnh nhà thờ vân vân, để ở gần với dân, để ở dưới dân. Nhưng mà gần đây chúng ta cũng biết nhà nước không cho phép như vậy, cho nên hiểu theo ý là nếu mà muốn an táng ở Lam Sơn thì đại ra nghĩa trang, như là chúng ta ra ngoài nghĩa trang ngoài kia nằm giữa mọi người. Thế nhưng câu nói của cha cố Hầu đã làm cho chúng tôi thấy cảm động và thấy được cái tình yêu thương của người mục tử là quên mình vì đàn chiên của mình. Và chúng ta cũng thường thấy yêu ai thì muốn ở gần người đó. Cha cố ngày xưa đã giúp xứ Nam Sơn 33 năm, và tất nhiên cũng có nhiều cái sự khổ cực. Thế nhưng khổ cực vì cái người mình yêu thì không thấy khổ cực nữa. Ngài ở đó 33 năm, và rồi bây giờ ngài lại muốn được an táng ở tại Nam Sơn để ở gần với những người mà ngài đã yêu thương. Và lời Chúa ngày hôm nay nói với các môn đệ: thầy bảo thật các con, tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Tức là ở đây có chỗ trọng và chỗ khinh. Nhưng mà đây là những lời Chúa nói với các ông ngay sau khi rửa chân cho các ông. Và bình thường ra chúng ta cũng, bình thường ra thì ta dễ theo cái suy nghĩ của thế tục, tức là mỗi người phải giữ cho được cái cương vị của mình, là mình là ông này là bà kia, làm linh mục chẳng hạn thì cũng phải làm sao, rồi làm ông chánh trương, làm ông bà cố vân vân thì cũng phải làm sao đó. Thế nhưng sau khi Chúa đã rửa chân các môn đệ thì Chúa nói với các ông: nếu các con gọi thầy là thầy và là Chúa thì đúng lắm. Nhưng nếu thầy là thầy và là Chúa mà còn rửa chân cho các con thì các con cũng hãy rửa chân cho nhau. Và tình yêu đích thực nó nằm ở chỗ này,
đó là việc phục vụ nhau mà không mong được báo đáp. Và cái câu lời Chúa ngày hôm nay cho thấy rằng là không mong được báo đáp, tức là trong những người mà Chúa rửa chân đó thì Chúa cho biết là chính kẻ ăn bánh của ta sẽ giơ gót lên đạp ta. Đây là ai cũng hiểu ngay là Giu-đa, nhưng mà cũng có thể hiểu là Phê-rô nữa, là người sau đó đã chối Chúa ba lần. Và thực sự một công việc có giá trị nó nằm ở nơi cái lòng mến ta để vào đó nhiều hay ít. Một việc xây nhà thờ chẳng hạn, mà nếu không có lòng mến chỉ là con số công trước mặt Chúa, còn nhặt một cái rác mà thôi. Như Thánh Teresa hay đồng Giê-xu vẫn khuyến khích, vẫn đề cao mà làm với lòng mến thì lại có giá trị rất là lớn trước mặt Chúa. Và chính vì thế mà khi ta làm một việc lành mà còn mong được báo đáp thì nó vẫn là việc lành, nhưng mà lòng mến nó cũng bớt đi. Còn ngược lại, Chúa dạy cái câu nghe thật là vô lý: hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho những người ngược đãi anh chị em các con. Thì khi mà ta làm ơn cho người ngược đãi ta thì lúc đó lòng mến nó mới thực sự là tinh tuyển, mới thực sự là lớn lao, thực sự là vĩ đại. Còn phần của chúng ta thì thường là ai cũng thấy mình là tô, mình là một người đáng kính đáng trọng về chức vụ, về chức thánh, về những vị trí này kia, ngay cả trong nhà giàu và trong các người trong ban này giáo vân vân, thì cũng lắm khi mà như vậy. Và cái dấu hiệu thường để thấy được là khi chúng ta còn làm vì mình, đó là khi ta giận dữ, nổi nóng vì thấy mình không được coi trọng, không được đặt để vào chức vụ tương xứng. Và những lúc mà ta thấy nổi nóng lên trong lòng đó, thì lúc đó ta hãy nghĩ đến trong đầu mình hình ảnh Chúa Giê-xu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, nhất là rửa chân cho Giu-đa, cho Phê-rô. Để làm chi? Để rồi thấy rằng đó mới là cái tình yêu thực sự. Khi mà ta làm ơn, khi mà ta yêu thương mà không mong được đền đáp, mà lại còn phản bội mà ta vẫn còn yêu được, thì lúc đó ta trở nên vĩ đại, ta trở nên giống Chúa nhiều nhất. Yêu thực sự đó là yêu mà không mong được đáp trả, phục vụ mà không mong được biết đến. Cho nên nhặt một cái rác mà không ai biết đến thì giá trị hơn là làm một cái nhà thờ mà mong là mình được nổi tiếng, mong là mọi người sẽ gọi là kính trọng mình, vân vân. Hay nói tóm lại là mình làm vì mình thì công việc nó tô mà nó không có giá trị. Còn mình làm vì Chúa và vì tha nhân, việc nhỏ thôi nhưng mà nó đáng quý. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã cúi mình xuống rửa chân các môn đệ, và ngày nay trong bí tích thánh thể, Chúa thực sự phục vụ từng người chúng ta. Xin cho chúng ta được tập sống sự cao trọng của nước trời qua việc hạ mình xuống phục vụ những người bé nhỏ, những người tầm thường ở chung quanh chúng ta. Là Chúa chúng con thường thích được phục vụ hơn là cúi mình xuống để phục vụ. Xin cho chúng con ghi khắc trong tâm trí chúng con hình ảnh Chúa cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, để mà quên mình nhiều hơn nữa, phục vụ Chúa nơi anh em. Amen.